Hi, chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Vâng, thưa các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video và mình cảnh báo với các bạn luôn là cái video này nó sẽ khá dài. Tại vì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái thông tin mà mình có thể tổng hợp được về mùa giải MotoGP 2023. Chính xác hơn là trước khi mùa giải MotoGP 2023 bắt đầu. Hôm nay là thứ năm và ngày mai thì các cái tay đua sẽ xách xe của mình ra để mà chạy ở trường đua Portimao. Trường đua Portimao thì các bạn cũng biết là 2 tuần trước đã diễn ra cái buổi chạy thử Portimao và các cái đội đua cũng đã có cái thời gian để mà lựa chọn, để mà đưa ra cái quyết định là sẽ chọn cái bộ cánh gió nào, chọn cái động cơ nào, chọn cái hệ thống điện tử nào để mà thi đấu ở mùa giải MotoGP năm nay. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là thứ năm rồi, các cái tay đua cũng đã tề tựu về trường đua Portimao để mà thực hiện những cái nghĩa vụ của mình, chẳng hạn như là phỏng vấn, trả lời họp báo hay là tham gia các cái chương trình. Và thực sự mùa giải năm nay là một mùa giải, thứ nhất á, là một cái mùa giải chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin về MotoGP, rất rất nhiều thông tin nha các bạn. Tại vì những cái mùa giải trước á, chúng ta có 21 trận đua, chúng ta có 20 trận đua, chúng ta có 19 trận đua, thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều thông tin để nói với nhau rồi. Nào là kết quả này, nào là drama này, nào là chấn thương này, nào là sự trở lại, tất tần tật các bạn. Và năm nay chúng ta sẽ có 42 cuộc đua, 42 cuộc đua nha các bạn. Tại vì bây giờ thứ bảy có thêm cái trận đua nước rút Sprint Race nữa. Đua nước rút là gì, sprint race là gì thì các bạn có thể tìm lại cái video ngày hôm qua mình đã giới thiệu với các bạn ha. Và mình nghĩ đó là một cái thông tin vô cùng quan trọng để các bạn có thể tham gia và theo dõi MotoGP vui vẻ hơn, hiểu biết hơn. Và chúng ta sẽ không có những cái câu hỏi và chúng ta sẽ không có những cái chuyện là bỏ lỡ một cái trận đua nào đó. Các bạn cứ xem MotoGP suốt cả tuần luôn các bạn, thực sự là như vậy. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và bây giờ với cái sự thêm, với cái việc mà thêm vào một cái trận đua sprint race như thế thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để xem các cái tay đua gần như là thi đấu, tại vì họ phải chạy rất là gắt, chạy rất là rác và phải sử dụng tất cả những cái kỹ năng của mình vào ngày thứ sáu để mà có thể được chạy phân hạng 2 vào ngày thứ bảy. Và cái việc chạy phân hạng, cái kết quả chạy phân hạng đó sẽ được quyết định cho cả vị trí xuất phát, cả cái trận đua nước rút và cái trận đua chính vào ngày chủ nhật. Cho nên là thứ sáu ai cũng ra cố sức mà chạy các bạn, chứ không còn là nhỡn nhơ như là những cái năm trước nữa. Những cái năm trước nữa thì cũng gắt rồi đó, nhưng mà năm nay còn gắt hơn nữa ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về lịch thi đấu ha. Rồi mình sẽ phân tích tình hình của các cái hãng xe trước thềm mùa giải MotoGP năm nay. Và có những cái đoạn á, thì mình sẽ không có chèn hình ảnh hoặc là video clip quá nhiều, cho nên là cũng mong các bạn thông cảm ha. Tại vì nói như vậy sẽ tiện lợi hơn cho mình và các bạn cũng sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Cái chỗ nào mà quan trọng thì mình sẽ chèn hình hoặc là chèn hình ảnh cho nó xinh tươi. Nhưng mà với một cái video rất là dài thì chèn ảnh, chèn video clip này kia thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Cho nên là mong các bạn thông cảm ha. Những cái video ngắn hơn thì có thể là mình sẽ chèn nhiều hình ảnh hơn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên là hãy nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ và nhấn nút đăng ký cái kênh YouTube của mình ha. Và để những cái đó là những cái động lực để mình có thể ra những cái video hay hơn nữa về MotoGP cũng như là mô tô xe máy cho các bạn. MotoGP và mô tô xe máy là trở thành một cái niềm đam mê rồi. Và bây giờ mình nghĩ là những cái đam mê đó nó biến thành những cái nội dung hay để các bạn theo dõi ha. Rồi, không để các bạn phải đợi lâu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ nói về lịch thi đấu. MotoGP 2023 sẽ có 21 trận đua và có hai cái trận đua mới được thêm vào lịch thi đấu ở mùa giải năm nay. Một là trường đua Sokol ở Kazakhstan và hai là trường đua Buddha, có thể đọc là như vậy ha, Bud hoặc là Buddha gì đó, ở Ấn Độ. Và đây là cái mùa giải mà có nhiều cuộc đua nhất trong lịch sử, có tới 42 cuộc đua đó. Tại vì lúc nãy mình có nói với các bạn là có thêm cái trận đua nước rút Sprint Race đó vào chiều thứ bảy ở cái tuần đua đó. Cho nên là mấy năm trước thì cứ bao nhiêu
tuần đua thì có bao nhiêu chặng đua, còn năm nay thì có bao nhiêu tuần đua thì chúng ta cứ nhân 2 lên thì chúng ta sẽ có cái số cuộc đua của nguyên cả mùa giải ha. Mùa giải năm nay á thì sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 3 là ngày mai thôi các bạn, ở trường đua Algarve ở Portimão, Bồ Đào Nha. Ngày mai là thực sự là bắt đầu luôn á. Còn nếu mà nói một cách chính thức á thì ngày chủ nhật 26 tháng 3 là các cái tay đua đua thì chúng ta mới tính là chính thức bắt đầu, nhưng mà thực ra 24, 26 thì cũng chẳng khác gì nhau cả, cho nên là thôi mình lấy 24 cho nó sinh động, cho nó háo hức, cho nó hồi hộp ha. Rồi sẽ bắt đầu ở Bồ Đào Nha ha. Mọi năm trước á, thì chúng ta thấy là nhiều năm trước ha, trong những năm về trước, nói vậy cho nên chính xác ha, trong những năm về trước á, mùa giải bắt đầu ở trường đua Lucel ở Qatar ha, nhưng mà năm nay á, thì sẽ bắt đầu ở trường đua Algarve ở Portimão, Bồ Đào Nha. Và người ta tính toán được á, là sau 17 năm, mười mấy năm gì đó, 17 năm thì một cái chặng đua MotoGP mới bắt đầu ở châu Âu. Ngay sau khi mà kết thúc ở Portimão á thì đoàn đua MotoGP sẽ bay sang châu Mỹ với các chặng ở Argentina rồi ở Mỹ, rồi sau đó quay trở về châu Âu, và cứ như thế đua ở châu Âu xong rồi đến châu Á và châu Úc. Và mùa giải như thường lệ ha sẽ kết thúc ở Valencia vào ngày 26 tháng 11. Cái thời gian biểu mỗi tuần đua cũng khác đi rất là nhiều so với những năm trước, tại vì hôm qua mình đã giải thích cho các bạn là với cái việc thêm vào cái chặng đua Sprint Race và tăng cái thời gian tương tác giữa tay đua và khán giả, cho nên là cái thời gian biểu của mỗi tuần đua nó cũng khác ha. Và cái việc này là để tăng cái trải nghiệm của khán giả đến sân và tăng thu nhập của các cái bên liên quan. Thời gian chuẩn bị của các cái hãng xe của các cái đội đua cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên là họ cần phải có cái sự chuẩn bị tốt nhất từ nhân sự này, từ vật tư tiêu hao này, phụ tùng này và các cái vấn đề khác. Rất là nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp các bạn. Đó là cái lịch thi đấu và cái thời gian biểu mỗi tuần ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua hãng xe và đội đua. Năm nay á chỉ còn 5 hãng thôi. Mình nói theo thứ tự ABC nha các bạn. Aprilia này, Ducati này, Honda, KTM và Yamaha. Năm ngoái các bạn cũng biết rồi, sau khi kết thúc mùa giải thì Suzuki đã quyết định không tham gia nữa. Ngoại trừ năm nay ha, ngoại trừ Yamaha không có đội đua vệ tinh nào, chỉ có hai tay đua thôi, thì các cái hãng xe khác á thì đều có cái đội đua vệ tinh riêng của mình. Chẳng hạn như là Aprilia có đội đua là RNF MotoGP Team này, rồi Honda thì có LCR Honda Team này, rồi KTM có GasGas Factory Racing Tech3 này. Ducati thì có Pramac Racing. Pramac Racing mới chính là cái đội đua vệ tinh của Ducati nha các bạn. Còn Muni VR46 và Gresini Racing là hai cái đội đua, nhưng mà họ thuê xe của Ducati, cho nên là họ kiểu như là cung cấp thêm dữ liệu cho Ducati, nhưng mà gọi là chính thức á, thì chỉ có là Pramac Racing là đội đua vệ tinh, đội đua độc lập Independent Team của Ducati thôi. Từ đó các bạn cũng thấy được là năm nay thì Ducati có tới 8 chiếc ha, trong đó là hai đội đua, à quên, hai chiếc xe của đội đua nhà máy và 6 chiếc xe của các cái đội đua còn lại là Pramac Racing này, Muni VR46 Racing Team và Gresini Racing. Mùa giải này á thì tổng cộng sẽ có 11 đội đua và 22 tay đua. Cụ thể là cái hình bên dưới bây giờ mình sẽ chiếu cho các bạn xem ha. Rồi mình sẽ nói theo thứ tự từ từ A cho đến Z ha, nói vậy cho nó dễ hiểu, mà cũng không biết là cái này người ta xếp theo thứ tự từ A đến Z hay không nữa. Thôi mình nói từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ha. Đầu tiên là Aprilia Racing là có Aleix Espargaró và Maverick Vinales. Rồi LCR Honda thì có Takaaki Nakagami, rồi Alex Rins. Rồi Pramac Racing thì có Johann Zarco và Jorge Martin. Rồi đi qua cái cột thứ hai á, thì các bạn thấy là đội đua Ducati Lenovo Team thì có đương kim vô địch Francesco Bagnaia và The Beast Enea Bastianini.
Yamaha thì chỉ có Fabio Quartararo và Franco Morbidelli. Rồi KTM Factory Racing Team thì có Brad Binder và Jack Miller. Rồi GasGas Tech 3 thì có Pol Espargaro và Alex quên xin lỗi các bạn, Augusto Fernandez. Gresini Racing thì có Fabio Di Gianto, Gian Antonio và Alex Marquez. Muni VR46 thì có Luca Marini và Marco Bezzecchi. Đội đua Factory của Honda, Repsol Honda Team thì có là Alex quên, có Marc Marquez và có Juan Mir. Mình không hiểu tại sao ở đây lại có cái bộ đồ của Juan Mir nó không giống với bộ đồ của Marquez tí nào cả. Cái này là hình hơi cũ rồi nha các bạn. Thực ra cũng không có cũ nhưng mà hình này là như là được làm trước khi mà các cái buổi giới thiệu của các cái hãng xe được ra mắt á, cho nên là nó không có sự tương đồng giữa các cái tay đua ở trong đội. Chẳng hạn như là các bạn thấy là Gresini là có Fabio Di Gian Antonio và Alex Marquez thì hai cái bộ giáp là màu khác nhau này, đáng lẽ là màu giống nhau mới đúng ha. Và cuối cùng á là RNF Racing thì có Miguel Oliveira và Raul Fernandez. Và chúng ta chỉ có một tân binh duy nhất thôi, đó là Augusto Fernandez. Cho nên là chưa chạy trận nào nhưng mà Fernandez đã giành được cái cúp là Rookie of the Year, tay đua mới của năm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái tình hình của các cái hãng xe trước MotoGP 2023. Trước mùa giải á thì các cái hãng xe sẽ có 3 cái buổi test là ở Valencia này. Ngay sau cái chặng cuối cùng sẽ có một cái buổi test ha, tức là công việc lúc nào cũng liên tục chứ không có được nghỉ ngơi. Họ phải chuẩn bị xe để mà test ngay sau cái chặng đua cuối của mùa giải. Rồi sau đó thì thu thập được dữ liệu này kia, test cái này, test cái kia thì họ về họ chỉnh sửa cái đó, họ lựa chọn cái gì đó, sau đó thì họ đem tới Sepang họ test thêm cái nữa. Họ kiểm tra thêm những cái giả thuyết của mình có đúng hay không. Rồi họ test cái mới của mình có hoạt động tốt hay không. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi sau đó họ có một cái buổi test, một cái đợt test cuối cùng ở Portimao. Đó là để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng là sẽ chọn cái động cơ nào, chọn cái bộ cánh gió nào, chọn cái thiết bị nào cho cái đồ chơi nào cho chiếc xe của mình ha. Có những cái thì có thể thay đổi được khi mùa giải diễn ra nhưng mà có những cái không có thể thay đổi được, chẳng hạn như là động cơ thì đã chọn rồi thì không thể nào mà thay đổi được, không có mở ra để mà chỉnh sửa ở bên trong được. Khi mà đã nộp lên ban tổ chức rồi là niêm phong ha, không có được mở ra để mà điều chỉnh này kia. Cánh gió thì mình nhớ là chỉ được 2 lần thay đổi trong một mùa giải, cho nên là nó rất là quan trọng đối với cái việc lựa chọn cánh gió, tại vì nó phải phù hợp với đại đa số trường đua ở trong cái lịch thi đấu, chứ không thể nào mà hở chút thay cái này, hở chút thay cái kia, mà nhiều khi thay xong á nó còn chưa chắc là nó hoạt động tốt nữa. Cho nên là cái sự cân bằng là cái yếu tố mình muốn nói ở đây. Rồi sau cái buổi chạy ở Portimao thì các cái đội đua có khoảng mười mấy ngày đó, 10 ngày ha, 10 ngày đúng không, 10 ngày mười mấy ngày đó để mà hoàn thiện chiếc xe của mình tốt nhất có thể ha, tốt nhất có thể. Mặc dù là nó không hoàn hảo 100% nhưng mà như vậy chúng ta mới thấy được cái hay của những cái cuộc đua như thế này, tức là không có chiếc xe nào hoàn hảo cả, nó chỉ là một cái phiên bản tiệm cận sự hoàn hảo thôi, và theo thời gian thì nó sẽ được phát triển lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói cụ thể ha. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ nói về Ducati, tại vì Ducati là cái hãng xe thành công nhất ở mùa giải năm ngoái. Nói gì thì nói, chúng ta phải thừa nhận điều đó. Nhiều bạn có thể là cảm thấy dị ứng với cái việc là Ducati có nhiều cái thành công hoặc là nhiều xe ở MotoGP quá, nhưng mà đó là một cái sự thật mà chúng ta cũng không thể nào mà chối bỏ được.
Đó là cái cách mà Ducati họ đã làm, họ đã phát triển chiếc xe mất rất là nhiều thời gian. Họ để có được cái thành công ngày hôm nay thì họ cũng phải trải qua rất là nhiều cái đau đớn, rất nhiều cái sự tủi nhục để có được cái vị thế ngày hôm nay. Và các cái đội đua chẳng hạn như là Muni VR46 hoặc là Gresini Racing á, thứ nhất là họ họ là đội đua của Ý, và xe Ducati thì cũng tốt, cho nên là cái việc mà họ thuê xe Ducati là cái chuyện cũng khá là dễ hiểu ha. Cho nên là mình phải nói về Ducati, và năm nay thì mình cũng sẽ tiếp tục nói về Ducati nhiều. Mình ở đây là chúng ta đó các bạn, chứ không phải là mình đâu. Mình thì có cái gì hay thì mình chia sẻ với các bạn thôi, chứ không phải là ngày nào mình cũng nói Ducati. Mà thực ra thì các bạn thấy là Ducati chiếm rất là nhiều sóng ha. Cái tin gì đưa ra cũng của Ducati, tại vì họ chiếm tới bao nhiêu các bạn? Hơn 1/3, hơn 1/3 số lượng xe. Bây giờ mình thử làm một cái phép tính nha, ví dụ như 8 làm một cái phép tính đơn giản ha. 8 chia cho 22 là tới 36%, tức là hơn 1/3 cái số xe ở MotoGP. Cho nên là tin tức là nhiều thôi, cho nên là các bạn cũng đam mê MotoGP thì các bạn cũng không nên là quá gay gắt làm cái gì, mình vui vẻ mà ha, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nói về Ducati trước. Rồi cách đây một năm á, cách đây một năm á, ở cái giai đoạn trước mùa giải 2022 á, đó là một cái giai đoạn gọi là thảm họa của Ducati. Tại vì khi mà vào cái chặng đua đầu tiên rồi á, thì Ducati vẫn còn miệt mài đem đồ chơi ra test, đem đồ chơi ra thử nghiệm, đem cái này đem cái kia. Các bạn thấy là ở cái giai đoạn khoảng mấy chặng đua đầu tiên của mùa giải 2022 thì Bagnaia gần như là cảm thấy rất là bực mình, tại vì phải chạy thử cái này chạy thử cái kia trong khi là không có tập trung vào cái cảm giác với một cái chiếc xe, một cái phiên bản duy nhất thôi, mà cậu ấy phải chạy rất là nhiều phiên bản. Sau khi mà điều chỉnh lại thì mới có được cái thành công như ở mùa 2022. Chứ còn mà tiếp tục như thế thì tất nhiên là không thể nào được rồi. Và rút kinh nghiệm từ cái chuyện đó thì năm nay Ducati đã thảo một cái bản kế hoạch về testing rất là cẩn thận, rất là chi tiết, và phân chia cái trách nhiệm chạy thử với Pramac Racing ha. Như lúc đầu mình nói Pramac Racing mới là cái đội vệ tinh của Ducati ha. Thì chia công việc ra, một bên là Zarco này, Zarco và Jorge Martin test cái này test cái kia, một bên là Bagnaia sẽ tập trung hoàn thiện chiếc Desmo GP 23. Và cái mục tiêu của Ducati là hướng đến cái việc cải tiến chiếc xe, nâng cấp chiếc xe hơn là thực hiện một cái cuộc cách mạng. Tại vì hiện tại các bạn biết là chiếc Desmo GP đã là chiếc xe tốt nhất ở MotoGP rồi, và họ không có bất cứ một cái lý do gì để mà thay đổi chiếc xe này hoàn toàn, gọi là mang tính cách mạng cả ha. Rồi đầu tiên á, là cái động cơ của chiếc GP 23 có một cái bước bước tiến lớn. Bây giờ nó không chỉ mạnh hơn, đã mạnh rồi, và mùa năm nay nó đã mạnh hơn nữa, nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái power delivery của nó mượt hơn. Nó làm cho chiếc xe mặc dù rất là mạnh, rất là đáng sợ, nhưng mà cực kỳ dễ lái. Và cái chuyện cực kỳ dễ lái này đó là cái nhận định chung của các cái tay đua mà cầm lái chiếc xe này. Và các bạn thấy là các bạn cũng mình nói như vậy các bạn có thể tin hoặc là các bạn có thể không tin, nhưng mà các bạn muốn tin thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái kết quả ở cái buổi chạy Portimao. Đó, ví dụ như ở đây các bạn thấy là 7 trên 8 tay đua có thành tích tốt nhất là các cái tay đua Ducati. Chỉ có là Michele Pirro là test rider và Fabio Di Giannantonio thì bị té ở ngày đầu tiên, cho nên là không có chạy ngày 2 được. Các bạn thấy là quá kinh khủng đúng không? Quá kinh khủng. Và trong cái sự vượt trội của Ducati đó, trong cái nhóm tay đua của Ducati đó, có một cái tay đua vượt trội hơn tất cả. Các bạn đoán là ai? Vâng, đó là Francesco Bagnaia. Nhưng mà trước khi mình nói tiếp thì làm ngụm cà phê cái đã. Cà phê này là cà phê cold brew, uống giống như là cà phê nước giảo vậy các bạn, nhưng mà uống cũng ngon ha.
Rồi, tiếp tục câu chuyện nha các bạn. Không chỉ chạy nhanh hơn tất cả các cái tay đua khác mà đương kim vô địch Francesco Bagnaia giờ đây còn bình tĩnh hơn, còn tự tin hơn với những cái gì mình đang có. Và chính cái điều này làm cho các cái đối thủ phải cảm thấy hết sức e ngại, hết sức e ngại. Tay đua người Ý là cái tay đua đầu tiên chạy ở Portimao với thành tích dưới 1 phút 38 giây, chính xác là 1 phút 37 giây 968. Do đó là Bagnaia bắt đầu mùa giải 2023 với tư cách là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Xét ở nhiều khía cạnh khác nhau ha, xét ở nhiều khía cạnh. Mình không nói là tất cả các cái khía cạnh, mình chỉ nói là xét trên nhiều khía cạnh, từ xe, từ sự hỗ trợ của nhà máy và những cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, thì mình xét tất cả những cái yếu tố đó. Không, xét nhiều yếu tố thì Bagnaia là ứng cử viên nặng ký nhất ha. Và ngay cả người đồng đội cũ Jack Miller cũng phải thốt lên là cậu ấy đang chạy rất rất là ấn tượng. Và Bagnaia đang có sự tự tin rất lớn với chiếc xe của mình, và điều đó là tôi hoàn toàn chắc chắn đó. Một người mà thẳng tính, một người mà luôn nói cái suy nghĩ của mình như vậy, thì các bạn thấy là Jack Miller đã nói như vậy, thì các bạn thấy là cái sự tự tin của Bagnaia là rất lớn ha. Trong khi đó thì Enea Bastianini, người đồng đội của Bagnaia ở Ducati, cũng có một cái bước tiến lớn vào ngày chạy thử cuối cùng sau những cái khó khăn trước đó, và cái thành tích thì cũng không quá xa so với Bagnaia. Trong khi đó thì Jorge Martin và Johann Zarco cũng tìm được cái thiết lập phù hợp với chiếc xe của mình để có được cái niềm tin, có được cái động lực trước mùa giải mới. Mình hy vọng là Zarco sẽ có được cái chiến thắng đầu tiên ở MotoGP. Và cái điều đó ai cũng mong chờ cả, đặc biệt là cái chặng đua chính ha, Main Race. Nhưng mà cái điều đó thì nó cũng bình thường rồi các bạn. Những cái tay đua mình vừa kể thì họ đã chạy chiếc Desmo GP 1, 2 năm hoặc là 3, 4 năm gì rồi, cho nên là họ hiểu chiếc xe như thế nào. Nhưng mà có một cái điều mà chứng tỏ chiếc Desmo GP á rất là hay, rất là xuất sắc, đó là Alex Marquez khi cầm lái chiếc xe này cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là vui. Thực sự là sau những cái tháng ngày đau khổ với Honda, thì khi mà nhảy tàu chuyển qua chạy Desmo GP 22 á, thì Alex Marquez nha, không phải là Alex Marquez đã tìm lại được cái niềm vui chạy xe của mình. Và mình cam đoan luôn với anh em là nhiều anh em mà chạy xe lâu năm á, anh em sẽ hiểu được cái cảm giác này. Sau nhiều năm mà chạy một chiếc xe mình không thích, mình cảm thấy quá khổ sở với nó, và tự nhiên gặp một chiếc xe mình cảm thấy quá hợp, tự nhiên cái niềm vui đó nó đến, là cái điều không thể tránh khỏi, nó ập đến. Mình cảm thấy rất là vui khi mà có được cái chiếc xe mà nó phản ứng theo cái ý của mình chính xác như vậy. Và ngay cả khi mà bị té, bị ngã trên chiếc Desmo GP 22 thì Alex Marquez cũng cảm thấy rất là vui. Tại vì cuối cùng á, anh ấy nhận ra là cho dù là chiếc xe tốt nhất ở MotoGP, nhưng mà chiếc Desmo GP nó vẫn có giới hạn. Và theo Alex Marquez thì đây là cái điều hết sức tích cực, tại vì mình cần phải hiểu cái giới hạn của chiếc xe để khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Và tổng hợp tất cả những cái điều mình vừa nói, thì nói gì đi nữa thì chúng ta cũng phải đồng ý với nhau là vào thời điểm hiện tại, chiếc Desmo GP của Ducati là chiếc xe tốt nhất ở MotoGP. Và Ducati đã đi một cái chặng đường rất là dài để có được ngày hôm nay. Và Francesco Bagnaia là tay đua mà các cái tay đua khác cần phải đánh bại nếu muốn nghĩ về chức vô địch. Rồi, đó là câu chuyện của Ducati ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện của Yamaha. Rồi, Yamaha là một cái hãng xe yêu thích của mình ha. Yamaha. Rồi, câu chuyện của Yamaha là một cái câu chuyện năm nay ha, là một cái câu chuyện, thực ra là hai câu chuyện. Yamaha là hai câu chuyện của Fabio Quartararo và chuyện của Franco Morbidelli. Và hai cái câu chuyện này nó có cái sắc thái là trái ngược nhau, hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Quartararo vẫn là đầu tàu của Yamaha và là cái tay đua có thể gọi là xếp ngay sau Francesco Bagnaia cho chức vô địch, cho cái khả năng giành chức vô địch mùa giải năm nay á, thì người đồng đội Morbidelli vẫn
ngụp lặn rất sâu ở trên bảng tổng sắp. Như là dân mạng hay nói bây giờ là sống dưới đáy xã hội đó các bạn. Thực sự luôn á, từ mùa giải 2022 cho đến bây giờ thì Mobidelli vẫn không thể nào tìm thấy cái ánh sáng cuối đường hầm để mà thoát ra khỏi đáy xã hội như thế. Thực sự rất là đau lòng, ngay cả khi mà qua Việt Nam giao lưu với khán giả, cầm lái những cái chiếc xe huyền thoại của Yamaha chẳng hạn như là Exciter hay là R7 hay là XSR155 gì đó, nhưng mà tưởng như là các rider Việt Nam đã truyền thêm cái sức mạnh, cái sự tự tin, kỹ năng, nhưng mà Morbidelli vẫn không thể nào tìm ra cái con đường để đi cho mình. Rất là khó hiểu, thực sự rất là khó hiểu. Ngay cả tay đua người Ý cũng cảm thấy là không có bất cứ một cái lời giải thích nào để mà biện minh cho cái chuyện này cả. Rất là khó hiểu các bạn. Và nếu mà đua như thế này cho đến cuối mùa thì chắc chắn là tay đua người Ý phải tìm một chỗ khác để mà chạy thôi. Không có cơ hội ở lại luôn. Thực sự rất là buồn hay rất là đau lòng cho Morbidelli khi mà không biết là cái nguyên nhân đến từ đâu. Trong khi đó thì Quartararo cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều sau nhiều ngày. Rất sau sau khi mà trong cái ngày chạy thử cuối cùng của mùa giải á, là tìm được cái setup phù hợp với chiếc M1. Quartararo làm điều này bằng cách nào? Tức là sử dụng lại cái bộ cánh gió năm ngoái ha, và một số cái thiết lập cũ cũng của những cái năm trước luôn. Và điều này mang lại cái kết quả tốt khi mà Quartararo xếp thứ ba trên bảng tổng sắp ở Portimao. Và cái điều quan trọng là tay đua người Pháp cảm thấy là nhập xe hơn các bạn, tự tin hơn, nhập xe hơn. Đó, động cơ M1 2023 thì tăng thêm được vài mã lực, vài km trên giờ. Cho nên là mùa giải năm nay sẽ là một cái mùa giải rất là đáng xem giữa ha Quartararo và Bagnaia. Hai tay đua này thì chưa bao giờ gọi là combat với nhau ở trên trường đua cả. Lúc thì Quartararo té, lúc thì Bagnaia té, lúc thì Quartararo chạy phía trước, Bagnaia chạy phía sau, hoặc là ngược lại như thế. Cho nên là hy vọng năm nay là hai tay đua này sẽ combat, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cái trận đua thật sự là vui vẻ ha. Rồi đó là cái câu chuyện của Yamaha. Aprilia thì như thế nào? Vâng, thưa các bạn, Aprilia năm nay là một hãng xe sẽ tiếp tục cái thành công của họ vào năm ngoái. Mình hy vọng là Aprilia sẽ có vài chiến thắng ở mùa giải năm nay, tại vì có tới 42 trận đua rồi. Cho nên là cái khả năng mà giành chiến thắng những cái trận đua này của Aprilia là rất lớn ha. Chúng ta có người đội trưởng Alex Espargaró kỳ cựu. Đó, sau đó thì chúng ta có Maverick Vinales, rồi chúng ta có Miguel Oliveira, đó, giáo sư Oliveira ha, và chúng ta có một cái tay đua trẻ khát khao chứng minh bản thân mình, đó là gì các bạn, Raul Fernandez ha. Nhìn từ bên ngoài á thì chiếc RSGP á là chiếc xe có thể gọi là tốt nhất ở MotoGP khi mà nó chạy rất là ổn định, thoát cua cũng rất là nhanh. Tức là nếu mà chúng ta xem trên những cái đoạn video clip hoặc chúng ta xem trên TV, chúng ta thấy là chiếc RSGP wow, đã quá. Hoặc là nó có cái bộ khí động học phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn, cực kỳ ấn tượng luôn á. Nhưng mà dù sao đi nữa thì hiện tại nó vẫn đứng sau chiếc xe của Ducati nếu mà chúng ta xét một cách tổng thể ha. Alex Espargaró thì cảm thấy hài lòng, cảm thấy hạnh phúc với chiếc RSGP, trong khi thì Maverick Vinales á vẫn miệt mài thử nghiệm và vẫn đi tìm cái công thức để mà có được cái chiến thắng đầu tiên với hãng xe Ý. Và nếu mà Maverick mà có được cái chiến thắng đầu tiên với Aprilia thì thực sự đó là một cái thành tựu đáng để tự hào ha, chiến thắng với ba hãng xe khác nhau. Miguel Oliveira thì các bạn cũng biết rồi, một tay đua phải nói là xuất sắc ha. Chỉ có là mấy năm ở KTM thì cảm thấy hơi đuối một tí, nhưng mà năm nay thì qua Aprilia rồi, có được sự hỗ trợ nồng nhiệt từ nhà máy, nên là hy vọng là tay đua người Bồ Đào Nha sẽ là có thể là sẽ là người chiến thắng ở Bồ Đào Nha, sân nhà luôn các bạn, sân nhà luôn, biết cái địa đồ của Portimao như là bàn tay của mình á. Cho nên là khán giả Bồ Đào Nha và khán giả Aprilia sẽ rất hy vọng là
Miguel Oliveira sẽ có được cái chiến thắng khai mạc ở Bồ Đào Nha ha. Rồi đó là câu chuyện của Aprilia và bây giờ chúng ta sẽ qua câu chuyện của KTM. Xét một cách tổng thể, không phải tổng thể mà xét trên bình diện quốc tế này kia thì KTM là một cái hãng xe rất lớn ha, nhưng mà không hiểu sao những cái mùa giải vừa qua họ lại kiểu như là lúc được, lúc mất, lúc nắng, lúc mưa, thực sự rất là khó hiểu các bạn. À, không hiểu là cái định hướng của họ như thế nào, rồi test rider làm việc cái gì, họ chạy như thế nào, nhưng mà thực sự là họ vẫn còn khá khá công việc phải làm để mà có được những cái vinh quang như là một vài năm trước. Họ có những cái thời điểm rất là vẻ vang, có những cái thời điểm mà họ được tán tụng rất là nhiều, nhưng mà đa phần thời gian á là họ cứ mò mẫm thử nghiệm cái này thử nghiệm cái kia. Mình cũng không hiểu là những người sếp ở đó họ quyết định cái đường đi nước bước như thế nào, thực sự cũng khó để nói ha. Giống như là họ lạc giữa giữa rừng á, nhưng mà họ không biết phải đi đâu về đâu để mà thoát ra cái tình cảnh hiện tại. Và mình hy vọng là những cái kết quả mà lẹt đẹt như thế này không phải là nguyên nhân để mà KTM bỏ MotoGP. Thực sự nếu mà bỏ nữa thì cũng không biết là hãng xe nào sẽ thay thế, và mình hy vọng là họ có thể là tìm ra được cái lối đi của mình để mà tạo lại cái sự hấp dẫn, mang lại cái sự cạnh tranh lớn hơn nữa. À, rồi bây giờ nói về chi tiết á thì Brad Binder thì cảm thấy hạnh phúc với những cái gì mà Aprilia đã nỗ lực, đã dốc sức và hy vọng rằng là họ có thể rút ngắn được khoảng cách với Ducati khi mà mùa giải bắt đầu. Và điểm tích cực nữa là bây giờ Brad Binder có thể chạy nhanh một vòng. Khi mà mình nói như vậy có nghĩa là cái chuyện này là để mà chạy phân hạng đó các bạn. Và cái chuyện mà chạy phân hạng á là cái điều mà các cái tay đua KTM trước đây khổ sở rất là nhiều. Trong khi đó thì đồng đội Jack Miller cũng cải thiện được cái thời gian chạy của mình cũng như là quen hơn với cái hệ thống điện tử ở trên xe. Cái điều quan trọng là cái khoảng cách giữa Jack Miller và cái tay đua nhóm trên nó cũng không đến nỗi quá lớn, và cái khoảng cách này hoàn toàn có thể được rút ngắn lại hoặc là được san lấp ha. Và vấn đề lớn nhất của KTM vào thời điểm hiện tại đó là họ vẫn thiếu cái độ bám bánh sau, và điều này không dễ để mà khắc phục khi mà cái điều này không dễ được khắc phục ngày một ngày hai qua cái setup mà phải qua cái phần cứng. Trong khi đó thì Pol Espargaró khi mà trở lại gas gas á, thì vẫn cảm thấy là cũng chưa có, mặc dù là quen xe nhưng mà thực sự là 2 năm ra đi thì chiếc xe nó cũng thay đổi khá là nhiều và Pol cũng phải làm quen lại một xíu, mặc dù là rất là cảm xúc, rất là hay, nhưng mà cũng phải làm quen lại với chiếc RC16. Trong khi đó thì Augusto Fernandez, chúng ta sẽ chờ xem rookie của mùa giải năm nay thể hiện như thế nào ha. Rồi, hãng xe cuối cùng đó chính là Honda. Thực sự là không ai muốn xếp Honda vào cái sau cùng cả. Nhưng mà các bạn để ý là mình nói từ đội đua có tiềm năng nhất cho đến cái hãng xe có ít tiềm năng nhất. Rồi, Honda hiện tại thì hơi buồn ha. Không, buồn thì cũng không đúng. Bây giờ nói này cho nó tích cực này. Xin lỗi các bạn. Rồi, câu chuyện của Honda là một cái câu chuyện nửa vui nửa buồn, tùy theo mà cách anh em nhìn cái câu chuyện đó. Cái điều vui á là Juan Mir này, Marc Marquez và Alex Rins có thành tích rất là sát nhau ở trên bảng tổng sắp, chỉ cách nhau vài phần trăm giây thôi. Nhưng mà cái tin xấu á là họ vẫn còn cách cái nhóm ở trên rất là xa. Tức là mặc dù là họ chạy bằng nhau nhưng mà bằng nhau ở dưới, nửa dưới của bảng xếp hạng chứ không phải là bằng nhau ở cái top trên ha. Trong cái video lần trước á thì mình đã nói là Marc Marquez thừa nhận là hiện tại Honda khó nghĩ về cái việc giành podium hoặc là chiến thắng, mà khả năng hiện tại là chỉ vào trong top 5 hoặc là top 10 là được rồi. Đó.
Tuy nhiên á, khi mà nói đến Marc Márquez thì cái chuyện mà top 5, top 10 không phải là cái điều mà tay đua người Tây Ban Nha mong muốn. Marc Márquez thi đấu là để giành chiến thắng. Ngay cả cái vị trí ở trên bục podium cũng không làm hài lòng tay đua người Tây Ban Nha. Cho nên cái chuyện mà top 5, top 10 là dường như là một cái điều không thể nghĩ đến đối với Marc Márquez. Nhưng mà đó là cái hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà đó là cái situation bây giờ. Và Marquez nói là không có cái lý do gì để nổi cáu cả. There's no reason to be angry. Đúng là Honda cần phải cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà không nên bắt đầu mùa giải bằng một cái suy nghĩ tiêu cực. It's not good to start the season with a negative thought. Tại sao lại như vậy các bạn? Tại vì nếu như thế thì mùa giải sẽ rất dài. Bạn sẽ có 42 chặng đua và nếu chúng ta nghĩ tiêu cực thì mùa giải nó sẽ dài lê thê. Cho nên cái cách tiếp cận đó là tận dụng tất cả những cái gì đang có. Và nếu mà chiến đấu cho top 5 thì cứ chiến đấu cho top 5, chiến đấu cho top 10 thì cứ chiến đấu cho top 10. Và hy vọng là điều tốt đẹp sẽ từ từ đến ha. Đó là Marc Márquez. Trong khi đó thì cái vấn đề lớn nhất của Hoan Mia vào thời điểm hiện tại đó chính là thích ứng với cái cách mà chiếc RC213V phân bố sức mạnh cũng như là cái phản ứng tay ga của nó. RC213V các bạn thấy là một cái chiếc xe hoàn toàn khác so với chiếc Suzuki GSX-RR mà Hoan Mia đã chạy 4 năm. Trong khi á, chiếc RC213V nổi tiếng với cái gọi là làm sao ta, nói cái này hơi tiêu cực một tí nhưng mà kiểu như là cái phản ứng tay ga nó quá sốc cho nên là dễ gây hai sai cho các cái tay đua. Khi mà họ mở ga họ không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra cả. Trong khi đó chiếc Suzuki GSX-RR của Hoan Mia cầm lái 4 năm vừa qua thì đó là một chiếc xe nó rất là hiền lành, nó rất là mượt, hệ thống điện tử nó rất là ngon cho nên là cứ mở ga nó lao đi thôi. Còn RC213V mở ga thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho nên á, Hoan Mia sẽ mất thời gian để mà hiểu được cái chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cậu ấy mở ga trên chiếc RC213V. Và một cái tay đua mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn với RC213V đó chính là Alex Rins. Chắc có lẽ là trước khi mà cầm lái chiếc xe này á, thì Rins nghĩ nó khủng khiếp lắm. Nó ghê lắm, tại vì nhìn lịch sử những cái pha ngã, những cái pha này kia của những cái tay đua cầm lái chiếc xe này thì Rins nghĩ là wow, xe này ghê quá à, kinh khủng quá à, đòi hỏi thể chất nhiều quá à, cần lực nhiều quá à. Nhưng mà khi mà ngồi lên chạy rồi á thì Rins cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với các cái tay đua khác. Tại vì Rins nghĩ nó quá khủng khiếp nhưng mà khi cầm lái á, thì nó cũng ok, cũng chạy được ha. Rồi, đó là thông tin trước mùa giải MotoGP 2023 mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Video bây giờ đã là 40 phút rồi, 38 phút rồi, quá dài phải không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên lưu cái video này lại và khi nào mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem lại ha. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể để vào trong cái phần bình luận của video này. Mình sẽ trả lời theo cái hiểu biết của mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và các bạn đừng quên là hãy đăng ký cái kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video mới nhất ha. Và điều cuối cùng là mình chúc các bạn xem MotoGP 2023 thật là vui vẻ, thật là nhiều cảm xúc và chúng ta sẽ có rất là nhiều chuyện để nói và mình hy vọng ha, mình sẽ mang đến cho anh em cùng đam mê những cái thông tin về MotoGP cho mùa giải năm nay. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt. Bye!